quý vị đang đến với chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh HTV9 vào lúc 12:30. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm rồi và Thúy Vân cũng đang mặc một bộ đồ rất là tươi mới để có thể chào đón năm mới. Và tối ngày hôm nay thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau để điểm lại những giây phút cũ và chào đón giây phút giao thừa. Một chủ đề mà chương trình Son Môi Đỏ mang đến cho quý vị ngày hôm nay đó chính là mâm cơm giao thừa. Và với chủ đề này thì hãy cùng chào đón đầu tiên nghệ sĩ Phi Phụng. Phi Phụng xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Son Môi Đỏ. Và chúng ta hãy cùng chào đón nghệ sĩ Phương Dung. Phương Dung xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Và chào Thúy Vân. Dạ, rất là vui khi mà có sự có mặt của hai chị trong ngày cuối năm ngày hôm nay. Không khí mọi người cũng đã thư thả hơn để mình có thể đón chào năm mới, năm Tân Sửu. Em rất là tò mò là không biết mâm cơm giao thừa của gia đình hai chị thì nó sẽ như thế nào? Hầu như là tất cả những mâm cơm gia đình của mình trong những ngày Tết và ngày giao thừa là lúc nào cũng có thịt kho hột vịt. Dạ. Rồi canh khổ qua. Đó, rồi một chính thống đó. Củ kiệu tôm khô với là hộp vịt dưa giá thảo, rồi dưa giá, rồi bánh giò chưng, bánh tét, rồi giò thủ, rồi chả lụa. Có lần chị nhớ là mẹ chị năm nào cũng cặm cụi làm khổ qua. Cái chị mới hỏi, ủa sao năm nào cũng ăn khổ qua vậy? Là cho một năm cái khổ nó qua đi. Nhưng mà thường cái mâm cơm gia đình trong ngày giao thừa của hai chị sau này á, khi mà mình đã có gia đình riêng của mình thì mình sẽ làm như thế nào ạ? Thì người phụ nữ rất dở gì bếp núc, chị rất tự hào vậy. Chồng giỏi, chồng tại vì giỏi. Chồng giỏi, con giỏi. Thằng trai chị là đầu bếp mà. Mà ông xã chị thích nấu ăn lắm, cho nên bởi vì vậy cho nên chị rất dở, chứ mà chị giỏi thì thôi là chị giỏi toàn diện rồi đó em. Trời ơi, 100% luôn đó ha. Nói chung là ông xã chị rất thích, cho nên chị có nhiệm vụ là đi chợ thôi. Nhiều khi mình ra menu đem về là anh ấy nấu. Cơm giao thừa là hầu như là tất cả anh chị em con cái đều phải tụ họp lại vào cái ngày đó để cùng nhau ăn cái bữa cơm đó. Có thể là một năm 365 ngày, những người có vợ có chồng họ không thường xuyên về, nhưng mà giống như là cái phong tục, cái luật lệ rồi, cứ là cái buổi giao thừa, cái bữa cơm của giao thừa là lúc nào cũng gia đình cũng đầy đủ hết. Giống như đám giỗ phải về vậy đó. Nhưng mà mình thấy nó cũng vui. Hai chị có thể chia sẻ về việc chuẩn bị mâm cơm vào ngày giao thừa của gia đình mình được không ạ? Đúng rồi, trời ơi, bây giờ là 30 rồi mà ai mà còn xô xiết gì nữa em. Giờ tất cả mọi người đã nghĩ từ trước đó rồi, mà Tết nhà chị thì lúc nào cũng vui lắm, tại vì nhà chị gần chợ, hễ thiếu gì cái xẹt ra chợ, một ngày đi chợ không biết bao nhiêu lần, rất là vui đó. Cứ nê vậy chút, nê vậy chút, nê vậy chút. Mà Tết thì con chị cũng có con, hai đứa con, nhưng mà thằng trai thì không ở với mình, thằng trai nó ở bên ngoài, còn nhỏ con gái thì có gia đình chồng. Thành thử Tết thì cũng về bên chồng, cũng một mình, cho nên sách sắm sửa thì cũng tự mình đi. Em có kiến nghe chị nói là 30 rồi không còn xô xiết là chị sai rồi đó chị. Tại vì chị không có đi xô thì chị mới nói vậy đó. Chứ 2 năm rồi là không bao giờ em đón giao thừa ở nhà. 2 năm rồi là em chưa bao giờ là em có cái buổi cơm giao thừa gia đình. Nhưng mà buổi cơm giao thừa với lại cái những bạn diễn thì có. Vậy có năm nào chị Phương Dung 30 giao thừa ở nhà không ạ? Thì cũng có, nhưng mà ở nhà chị thì chỉ có hai mẹ con thôi, thành ra giao thừa rất là đơn giản. Rồi sau đó sáng mùng 1 thì cũng ở với mẹ, rồi là coi như là cũng mâm cơm đi cúng ông bà. Nói chung là gia đình mà ít người thì giao thừa nó sẽ không vui bằng gia đình đông người. Với lại phần là tại tụi chị là Tết tụi chị đi diễn nữa, cho nên là hầu như mình đón ở ngoài đường, đón Tết ở ngoài đường nhiều hơn. Vậy có cái Tết nào hay là cái năm giao thừa nào mà chị Phương Dung nhớ nhất, cái kỷ niệm nào đặc biệt nhất không ạ? Năm 2007 là chị đón Tết giao thừa ở bên nước ngoài. Đó là Tết đầu tiên. Khóc em. Không hiểu làm sao là khóc. Mặc dù là mình biết là khi mình đi lưu diễn ở nước ngoài là mình có về, nhưng mà không hiểu sao là vừa đêm giao thừa ở bên nước ngoài người ta cũng vẫn đốt pháo theo cái thông lệ của Việt Nam mình. Nhưng mà rất là nhớ nhà, nhớ khủng khiếp luôn vậy đó. Ở bển nó không có được cái không khí như là cái nồi bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, bánh mứt, không có. Cho nên chị thấy là mặc dù mình không đón Tết giao thừa ở nhà, nhưng mà mình đón Tết giao thừa ở tỉnh hay là ở đâu thì cũng không đâu bằng cái Tết ở Việt Nam mình. Đi qua bên Mỹ lưu diễn đó thì đi có 12 ngày thôi em, mà chị thèm đồ ăn Việt Nam em ơi. Bởi vì không có đi nước ngoài được là nhiều là vậy, thích những món ăn của Việt Nam mình hơn. Đậm đà chứ không có lạc lẽo là sao. Còn cô gái này thì là
ăn đồ Tây gì bà cũng ăn được mà chị ăn được. Rồi mỗi người thì sẽ có một cái gu về ẩm thực khác nhau đúng không ạ? À? Mà đặc biệt là về cái ngày Tết á, thì khi mà mình nói đến mâm cơm, mình nói đến những cái món ăn, nhiều khi nó không phải là những cái món mà sẽ được trưng lên, nhưng mà nó là cái tình cảm khi mà mọi người được cùng nhau quay quần quanh mâm cơm ngày 30 và ôn lại kỷ niệm năm cũ để chào đón năm mới tới. Thì năm nào là tối 30 đó, là chị quanh tới giờ về để cúng giao thừa. Và phần nhiều chị thấy nghệ sĩ là ít khi nào mà ăn Tết ở nhà lắm. Tại vì mùng 1 thì đi diễn, là tụi như tụi chị một ngày diễn 2-3 suất thì là ăn cơm trong đoàn không à. Là ở nhà có cái gì là đem vô đoàn ăn đó. Vậy thì cái việc mà cúng giao thừa và làm một cái mâm cơm giao thừa đó, nó có ý nghĩa như thế nào đối với hai chị ạ? Với chị là có năm mà chị ở nhà chị không có đi diễn hết. Thì giao thừa thì mẹ chị làm một cái bàn cúng. Một bàn cúng để ngay trước cửa nhà. Khi mà vừa bắt đầu, trước khi giao thừa bắt đầu là mẹ chị đã khấn đốt cây nhang. Thì mình thấy cái việc cúng đó mặc dù là đơn giản, nhưng mà nó tự nhiên là mình cảm nhận được một cái là ồ, năm cũ đã qua, mình bước chân vào năm mới. Thì thấy ít nhiều chăng nữa là mình cũng cảm thấy đó là một cái mà cái đặc trưng của Việt Nam mình. Nó giống như là một cái dấu hiệu đó, đúng không mà chị? Mình cảm thấy được em. Mẹ chị vừa để mâm cơm ra, vừa để ngay trước cửa nhà mình, cúng một cái là mình đã biết là năm cũ đã qua rồi. Giống như là những cái ngày cuối năm này, đặc biệt là ngày hôm nay nè, tự nhiên tâm trạng mình nó cũng khác. Nó không giống như những ngày mà mình phải đi làm bộn bề rồi mình suy nghĩ là hôm nay đi đâu hay tiền lương như thế nào. Bây giờ mọi thứ nó cứ chậm chậm và mình chờ đón năm mới tới để có một cái khởi đầu mới. Vậy thì với cái ngày giao thừa này nè, tâm trạng của hai chị á, mình đang chờ mong điều gì cho năm mới ạ? Thật sự là năm vừa qua là tụi chị cũng rất chao đảo về kinh tế. Nghệ sĩ mà nằm ở nhà cả tháng trời đó là có điều là cực hình ghê rất lắm. Là buồn. Năm vừa qua là chúng ta gặp rất nhiều biến cố xảy ra, thiên tai rồi bệnh dịch, cho nên đó là chị cũng vẫn mong là năm sau, năm khởi đầu của 2021 sẽ có những cái mà hy vọng và những cái vui vẻ hơn, bỏ hết những cái mà những ưu phiền của năm vừa rồi. Mình mong tất cả những chuyện gì mình làm cũng sẽ suôn sẻ, tất cả mọi người ai cũng mạnh khỏe. Nói chung là mình lúc nào cũng mong tất cả cũng bình an. Dạ, cảm ơn những lời chia sẻ rất là tuyệt vời của hai chị. Mọi người ở nhà đang xem TV thì cũng đang có những cái giây phút quay quần bên cạnh những người thân yêu của mình. Bây giờ thì chắc là một lời chúc đến cho tất cả quý vị khán giả năm mới Tết đến từ hai nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung. Năm hết Tết đến, Phi Phụng xin kính chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Phương Dung xin chúc hết tất cả khán giả thân thương có được một cái Tết ấm no, vạn sự may mắn. Dạ, rất là cảm ơn những lời chúc của hai chị rất nhiều. Và em cũng xin thay mặt cho khán giả của Son Môi Đỏ gửi lời chúc đến hai chị tất cả những điều tốt lành nhất đến với gia đình của mình. Xin chúc riêng cho những người nghệ sĩ đã không ngừng nghỉ cống hiến cho nghệ thuật. Năm sau mình sẽ nhiều show hơn nè, nhiều văn diễn nhiều để hơn nè. Cảm ơn. Dạ, và sẽ mang lại thật nhiều tiếng cười để cho những nghệ sĩ luôn luôn đến gần gũi hơn với khán giả của mình. Một lần nữa rất là cảm ơn hai chị đã đến với chương trình Son Môi Đỏ trong ngày hôm nay. Thúy Vân và nghệ sĩ Phi Phụng, nghệ sĩ Phương Dung xin chào tạm biệt và chúc mừng năm mới quý vị khán giả.